Mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay như yêu cầu của mọi người thế nên là mình sẽ làm beach tour nha. Ok. Thì do là hôm trước có rất là nhiều bạn cũng yêu cầu mình làm beach tour, và cũng có nhiều bạn yêu cầu mình ra video báo giá các sản phẩm bên mình á. Thì mình sẽ làm hết tất cả những yêu cầu của mọi người vào cuối tuần, và mình sẽ update dần dần cho mọi người nha. Ok, giờ thì đầu tiên ở bên cái thùng này thì đó chính là mình để thùng cắt tông ngay kế cái bàn làm việc của mình luôn, để cho gói hàng thì có thể dễ lấy á. Cái này thì hôm bữa mình cũng làm một cái clip dọn nhịp lại chỗ này rồi ha. Ok, bên này trước. Đây thì bên góc bên này thì mình được washi tape. Đây là washi tape. Còn bên cái hộp này thì mình đựng sổ ha. Cái loại sổ mình còn á, để thấy gì thì mình sell. Đây là kẹp mình sẽ tặng kèm cho bạn nào mua hàng nhiều bên mình. Còn chỗ này là mình đựng mấy cha kéo để viết đơn hàng hoặc là spot các kiểu. Bên đây đó chính là hai cái spot hai cái spot stick washi và sticker note bên mình vẫn còn nha mọi người. Thì bạn nào muốn mua thì hết gì mọi người đặt liền, đặt nhanh nha. Tại vì bây giờ bên mình hàng cũng còn á. Ui, cái set này rất là xinh luôn. Có giá là 105.000 thôi. Và mình sẽ làm một cái video báo giá tất cả sản phẩm bên mình nha. Còn đây là pop nè, pop thì 33k. Còn đây là nốt sữa, cái hộp sữa thì còn hai bé nha. Thì chờ hết dịch thì mọi người mua thôi. Đây là set washi 12 washi tape và sticker này. Rồi thì tôi để sticker túi cho sắp cắt nha. Thì mình sẽ nhắc lại luôn là sticker này là do mình tự cắt, nên là mọi người nếu mà mọi người nhận được cái túi sticker nào mà ở bên trong nó có những cái hình mà cắt nó không có được tròn đẹp đó, thì mong mọi người thông cảm nha. Bởi vì tôi bán cũng rất là rẻ luôn á. Đây nè, tôi đang uống nhiên nha. Rồi trên đây thì tôi để ốc lưng nè, rất là nhiều. Đây là 2/3 mọi người, còn một số thì tôi vứt ở dưới nhà rồi. Đây là nốt. Đây là những sản phẩm còn bên mình đó mọi người, chỉ chờ hết dịch mọi người đặt thôi á. Có thể mở bán lại cho mọi người. Trên đây là những cái hộp chính nha. Thì cái hộp này mình cũng không biết là mình sẽ để những cái gì đó mọi người, tại vì bây giờ mình đang có dự định là mình sẽ pass lại cho một cái tủ này á, mọi người muốn mua không? Mình đang có ý kiến là có nên pass cái tủ này không? Rồi, ở dưới đây là tôi để sổ vợ A5 nha. Vợ này thì rất là xinh luôn á mấy bạn. Rất là nhiều màu xinh luôn. Dù ngẫu nhiên thì vẫn sẽ có rất là nhiều mẫu xinh nha. Quạt nè, còn đây là mấy chục bé sticker túi dây hôm bữa mới về á mọi người. Sticker này cũng rất là bán chạy nha. Gương nè. Dưới đây là cái kệ này là tôi để túi. Túi mọi người, túi đẹp được. Quà cho mọi người sẽ về thêm nha. Ô, còn đúng một set washi tape này luôn nè mọi người ơi. Set này thì là nó hôm bữa thì bị po một lần á mọi người, nên là nó hơi bị méo ở chỗ này và hơi dơ một chút. Thì sau dịch khi mà bán thì mình sẽ bán lại cho mọi người cái bé này nha. Rồi bên này thì washi, đây là set 10 washi. Còn một box. Dưới đây là sticker luôn nha. Sticker set và sticker lẻ thì vẫn còn nha mọi người. Thì bên đây là băng keo, túi. Đây là sticker thank you, cái này chỉ có 1.000 mấy một tờ thôi. Đây là sổ mini nè, còn 11 bé nha. Sticker set 4 tấm nè. Đó. Đây cũng là sticker set 4 tấm nhưng mà dạng to nha. Đó. Còn đây là sổ sticker cảm ơn nhỉ. Đây là những cái tấm cảm ơn mọi người á, tôi tự cái bằng tay luôn. Đây là sticker tặng mọi người kẹo nè. Ô, tôi đang mua thêm kẹo mọi người để mới muốn hết dịch cho mọi người luôn. Đây là sticker động vật tặng mọi người luôn. Còn đây là cái khác bên mình mới mở. Còn cái hộp bên này thì là bên đây là tôi để túi gói hàng nè mọi người, có một chút và có 10 tờ thôi. Thì tôi đang đặt cấp về để hết dịch là mọi thứ đều có để mọi người đặt luôn. Đây là túi gói hàng size mini và phim sốt á chứ.
Còn đây là những cái túi gói để gói ở bên trong này, rất là xinh. Đây là những cái túi mà dạng mini á, đó. Ok, video this tour của mình đã kết thúc rồi ba mọi người nha. Mọi người nhớ like, share, subscribe cho channel của mình. Và mọi người muốn mình yêu cầu làm về chủ đề gì thì mọi người cứ comment ở phía dưới và mình sẽ làm tất nha.